xung quanh Tường hiện nay á, Tường thấy bà con, bạn bè, những bạn trẻ luôn luôn đang là trong một cái tình trạng háo hức đi canh, đi bác sĩ tùm lum hết để mà làm sao bắt được heo vàng. Tại vì năm 2019 sắp tới của chúng ta là năm con heo. Và đến với cái chuyên mục ngày hôm nay thì Tường cũng xin giới thiệu một bà mẹ, có một cô con gái rất là dễ thương, đó là ca sĩ Phương Vi. Xin chào Phương Vi. À, xin được chào chị Cát Tường và cũng như là xin được gửi một cái lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Lúc mà Vi đang mang thai đó thì không biết là Vi, ông xã hay là trong gia đình á, có tạo cái áp lực cho Vi hay là có mong muốn là mình sẽ sinh con trai hay là con gái không? Dạ hoàn toàn không ạ. May mắn là không hề có một cái áp lực nào gọi là gánh nặng trên vai của Vi cả. Tại vì thứ nhất là con đầu lòng nữa mà, cho nên là mọi thứ rất là tự nhiên và rất là dễ dàng chị Cát Tường ạ. Tường cũng nghĩ như vậy, nhưng mà đó là suy nghĩ của mình thôi Vi, chứ không phải là suy nghĩ của hầu hết tất cả mọi đúng người rồi. Đâu đa số tất cả mọi người đều vẫn đang có một cái suy nghĩ là thứ nhất là thích con trai hơn nè, rồi thứ hai giống như nãy chị Cát Tường có nói là thích đẻ vào những cái năm tốt, sao mà những cái năm tốt để có thể là mọi người tin vào cái việc đó, bởi vì nó sẽ giúp cho gia chủ làm ăn, gọi là ba mẹ làm ăn tốt lên. Cho nên là nói chung là rất là nhiều những cái vấn đề gọi là tạo nên áp lực cho cái người phụ nữ. Chưa kể nhiều khi tự nhiên, ví dụ như hai vợ chồng làm ăn gì đó, cái lục đục cái hoặc là thất bại gì đó, cái đổ thừa cho con, tại vì sinh nó ra cái năm đó nó kỵ cha kỵ mẹ rồi, cho nên bây giờ mình phải canh đẻ cái đứa sau là phải trúng sao ra để nó vực dậy gia đình rồi kia. Chị Tường thấy quá nó tội, nó vô duyên mà nó tào lao dễ sợ luôn. Nhưng mà trên thực tế là rất rất nhiều người nghĩ như vậy. Đúng rồi. Bây giờ các Tường xin mời Phương Vi cũng như quý vị khán giả theo dõi một cái tiểu phẩm sau đây. Xin mời. Chừng cái chừng nào mới ra được ta? Mới có bầu 2 tháng à? 2 tháng chứ. Con có gì đây? Em coi mấy cái đồ cho con mình sau này á. Cái gì mà đầm váy búp bê không vậy? Đẻ con trai mà. Nhưng mà em thích con gái mà. Nhắc con gái tôi mới nhớ. Đưa số điện thoại nhỏ Phương bạn em đây. Nhanh lên. Hết sức bực mình. Nó làm gì mà anh bực dữ vậy? Vợ chồng mình á là mong muốn đẻ đứa con trai. Vậy đó mà nó vô cái hình mà em khoe có thang Facebook đó. Nó comment là chúc vợ chồng bạn có đứa con gái xinh xắn đáng yêu. Nổi điên không? Phải dùng chửi nó mới được. Em thấy anh mới kỳ á. Sao kỳ? Tại vì em thích con gái. Nó biết là em thích như vậy cho nên nó mới chúc thôi. Đâu nè em coi. Vợ chồng mình mong con trai Phương ơi, vui lòng đừng chúc con gái nữa nhé. Anh comment vậy luôn đó hả? Chứ sao, chưa chửi lại hên rồi đó. Ôi chết rồi, nó comment lại rồi nè. Xin lỗi hai vợ chồng, mình không biết. Chúc hai bạn đủ trai đủ gái nha. Em nghĩ sao vậy trời, nổi điên không? Người ta có mang có một cái bầu mà vô chúc đủ cả trai lẫn gái, chẳng khác nào mong muốn con mình lớn lên nên trở thành 3D homo nhá. Rồi con gái con lứa vô duyên, vừa thôi vô duyên quá chịu nổi. Đó, mặc dù đây là một cái tiểu phẩm, một cái tình huống vui thôi, nhưng mà Tường thấy cái vui này nó đắng lòng thiệt. Không, nhưng mà Tường thấy dấu hiệu cũng khả quan lắm. Tại vì chị thấy sau này chị cũng hay làm nhiều chương trình. Chị cũng có hỏi là thích con trai hay con gái. Thì không biết là các bạn trai đó là trả lời thiệt lòng hay là trả lời như thế nào, mà chị thấy là rất nhiều người trả lời là thích con gái đầu lòng. Tại vì chắc là năm 2018 rồi, cho nên suy nghĩ người ta cũng khác rồi ạ. Tại vì thấy được những cái người phụ nữ trong xã hội gọi là hiện đại này, họ cũng bùng lên, với là họ cũng có cái vị trí trong xã hội, cho nên là em nghĩ là họ trả lời thiệt lòng đó. Thiệt lòng không? Mà thật sự là phải thiệt lòng. Tại vì Tường nghĩ rằng là con gái rất là tốt chứ. Mà có một cô gái lớn trong gia đình nè, con gái nó thiệt luôn á. Nó con chăm trai lo cho mẹ không hiếu sao được. Báo hiếu bất quá con trai có hiếu là làm gì, lâu lâu điện mẹ khỏe không hay này kia kia nọ, hoặc là gửi tiền gửi bạc hoặc mua quà cáp cho mẹ thôi. Nhưng mà để mà chăm sóc mà về mặt tinh thần mà gọi là nấu được tô cháo ăn cơm hay là khi ba mẹ ốm đau bệnh hoạn mà bưng bô bưng đồ thì đúng không? Cái con gái mới làm cái việc đó nhiều. Con gái đau lòng đây đó, đây con gái đầu lòng đây. Cho nên mình nghĩ rằng cái quan điểm mà trọng nam khinh nữ là nó xưa lắm mà. Dạ đúng rồi, nó rất là xưa rồi. Rồi bây giờ quay tới việc cái vấn đề mà mình nói là sinh con phải chọn ngày chọn giờ. Em có một cuộc câu chuyện gọi là cũng của một người bạn của em, gọi là cổ ráng để sanh được cái năm thìn năm con rồng, để được con rồng vàng. Thì không biết sao thì tới gần cái cuối thai kỳ thì bác sĩ khám thì họ mới nói là khoảng mùng mấy Tết
mới sanh là nó lố qua, bị lố qua. Thế là cổ gọi là với gia đình của bên chồng thì hốt hoảng, tại vì nếu mà lố qua thì lại thành năm sáu. Thế là trước Tết là phải chích thuốc kích sinh, rồi chích thuốc kích sinh cũng không được, cho nên là phải mổ. Rồi trong khi là em bé vẫn chưa có hoàn thiện hết cái về mặt thể chất ở trong bụng mẹ, cho nên là sinh ra sanh non thì nó lại gặp rất là nhiều những cái vấn đề về sức khỏe. Đó là một câu chuyện rất là đau lòng. Rồi người mẹ đó nữa, người mẹ khi mà phải gây tê, không phải, phải bị sốc cái thuốc thuốc mê lúc mà phải sanh mổ đó, cho nên là không cho con bú được. Và không cho con bú được trong khi con sinh non, rồi lại nói chung là vấn đề nó lại đè lên vấn đề, nó thành một cái chuyện rất là đau lòng chỉ vì muốn sanh con đúng ngày đúng giờ. Nó có thật sự cái ngày giờ đó đem con ra nó tốt không? Nhưng mà nếu như Vi nói nó tốt mà nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của đúng con rồi. Thì tốt là tốt cái gì? Thể từ chưa thấy tốt ở đâu hết mà đã thấy hại rồi. Thấy hại rồi, hại cho mẹ, hại cho bé nữa. Từ nghĩ như thế này, cái sinh mổ á, tại vì Tường cũng là sinh mổ, mổ là mổ cấp cứu, có nghĩa là chị đẻ không có được, lúc đó nó, cái xương chậu mình nó không có nở được rồi. Hoặc là có những người phụ nữ bác sĩ khám ví dụ tim mạch huyết áp gì đó, hay là người ta sức khỏe không tốt để mà có thể vượt cạn được rồi. Thì chị Tường thấy như vậy thì nó hợp lý á. Chứ còn nếu như mà can thiệp để vì chỉ vì là tốt sự ngày may tốt mắn giờ cho mà thậm chí như em nhiều khi nó còn bị là trước cả tháng lên sinh non cả tháng thì đó sinh non tháng con có một ký khoảng ký rưỡi trời đất, hỏi chị làm sao nuôi, làm sao mà không? Cho em bé có thể nào mà khỏe mạnh được đúng không? Tại vì thể chất không thể nào khỏe mạnh thì làm sao có thể trở nên gọi là một cái người tạo dựng sự nghiệp để tạo cái sự may mắn cho gia đình được. Tôi nghĩ rằng nếu như ai cũng chọn cái năm tốt đó để sinh rồi những năm khác thì mình không có sinh, như vậy là có thể là gây ra một cái tình trạng bùng nổ dân số nữa. Đúng rồi, đây nè, em còn đọc cái bài báo là năm đó là bệnh viện quá tải, tức là bà bầu ngồi xếp hàng mà thấy cực, thấy khổ, chụp những tấm hình thấy thương quá, thương phụ nữ quá, tại vì giai đoạn thai kỳ là cái giai đoạn cần được cái sự bảo bọc, cái sự thoải mái nhất, trong khi là để chọn sanh đúng giờ thì phải ngồi chực chờ ở bệnh viện ha, xong rồi sau đó nuôi con lớn lên rồi cũng tới cái năm đó bao nhiêu gọi là con số em bé đi học như vậy thì lại khó khăn trong cái việc xin vào trường. Đúng rồi ha. Nói chung là chỉ vì cái sự may mắn mà không biết là chắc chắn là có may mắn hay nhưng không mà phải đặt mình vào cái thế khó đâu có kinh nghiệm. Đúng rồng vàng qua thì bây giờ heo vàng sắp chuẩn tới bị là bùng nổ dân số, cũng sẽ là bùng nổ dân số. Bây giờ cái Tường xin mời quý vị cũng như mời Phương Vi theo dõi một cái tiểu phẩm sau đây nữa. Mẹ nói con nghe này nè, cái chuyện này thì nó hơi kỳ nhưng mà mẹ mới nghĩ ra, mẹ nói con luôn nha. Dạ sao? Hồi năm tới hai vợ chồng con đẻ cho mẹ thằng con trai đi. Bé Nam mới có 10 tháng mà mẹ, với lại vợ con mới sinh mổ mà. Không có sao, người ta sanh mổ bây giờ đầy luôn, người ta vẫn sanh được liền con. Thôi mẹ ráng nha, chờ vài năm nữa đi, kinh tế vợ chồng con ổn định hơn đi đã nha mẹ. Không được, mẹ coi rồi, năm sau là năm Quý Hợi nó rất là tốt. Con đẻ một cái thằng trai, nói nghe nè, nhiều khi con phất lên cái hả cản không nổi luôn đó. Nhưng mà sao? Rủi như không đẻ được đứa con trai rồi sao? Ủa phải được chứ, bây giờ nó có nhiều cách lắm. Mẹ biết ở đâu là có cái phương pháp là đông y tây y gì đó mà người ta canh đẻ con trai được luôn đó con. Trời đất ơi, đẻ con mà mẹ làm như là gà đẻ trứng vậy, bộ muốn có là có sao mẹ? Bây giờ nè, nó có cái thụ tinh trong ống nghiệm hay lắm con. Coi mẹ dắt vợ con đi thụ tinh đi. Trời đất ơi, mày nghĩ sao vậy? Người ta hiếm muộn người ta mới đi thụ tinh, vợ con mới đẻ ra đó mà thụ tinh cái gì? Con phải cực lực lên bắt con heo vàng cho mẹ. Đó thì đó là không có rút kinh nghiệm đâu. Chắc chắn năm nay là sẽ bùng nổ dân số nữa rồi. Bản thân em cũng đã thấy rất là nhiều những cái người thân ở xung quanh mình rồi, những cái người bạn của mình cũng bị đặt trong một cái hoàn cảnh như vậy. Chẳng hạn như là em có một cái người chị là vừa mới sinh con năm nay thôi, xong rồi cái mẹ chồng báo là năm tới là năm tốt, chuẩn bị sanh nữa đi con. Trong khi cái người bạn, người chị đó của em là gọi là chưa có hồi sức sau khi sanh cái con đầu lòng. Tại vì bản thân người chị đó là cái sức khỏe của họ cũng không có được ổn định. Vừa sanh một đứa rồi lại tiếp nối thêm một đứa nữa, cho nên là phải nói là thấy nhìn thấy rất là tội luôn á chị Thường. Trời ơi, thấy phụ nữ đáng thương quá. Quá đáng thương. Bởi vậy phụ nữ rất là đáng thương luôn. Rồi bây giờ quay lại cái vấn đề chị em mình nói, muốn chọn ngày đó giờ đó sinh hay là muốn năm đó thì phải canh ngày, hoặc là muốn sinh con gái hay con trai. Theo chị biết bây giờ là tây y đông y gì đủ trong thứ cáo tùm lum hết á. Rồi có cả cái thuốc, cái ống dung dịch gì để sinh theo ý muốn nữa chị ạ.
mà em còn đọc cái tác hại của nó là rất là khôn lường luôn. Có nhiều, có. Tại vì lâu rồi chị không có ý định sinh, chị không có tìm hiểu. Em gọi là vào mấy cái trang về sức khỏe của mẹ bầu thì họ có cảnh báo là không nên tin vào những cái thuốc ở trên mạng. Gì mà ống màu xanh là sẽ sanh con trai ha, ống màu hồng sẽ sanh con gái, làm sao mà các bạn có thể tin vào cái ở trong đó là có một cái ống dung dịch xong mình rồi bơm vô. Đúng rồi, ghê vậy. Có quá nhiều người họ khao khát sanh con đúng giờ đúng ngày hoặc là đúng giới tính mà họ mong muốn, cho nên là họ sẽ có nhiều người lợi dụng vào cái khát khao đó của họ mà gọi là trục lợi. Nếu như bây giờ bản thân Tường mà có cơ hội mà mình sinh nữa đi, thì giờ hỏi Tường là muốn con trai hay con gái, thì thật lòng mình cũng muốn đứa con trai, tại mình có đứa con gái rồi. Thật trong tâm mình á, nhưng mà thật sự nếu một đứa con gái nữa thì mình vẫn có vui vẻ không? Con nào cũng là con, cứ thuận theo tự nhiên, mình bồi dưỡng con cho tốt, con mình lớn lên sau này trước thiên cơ bản nó là một cái đứa trẻ tốt cái đã, rồi nó giúp ích cho bản thân nó, rồi mới giúp ích cho cha mẹ gia đình rồi cho xã hội. Còn cái chuyện mà canh ngày canh giờ nó chỉ làm những cái nó càng thêm áp lực cho người mẹ, mà cái giai đoạn thai kỳ mà áp lực thì làm sao sanh con ra khỏe mạnh được, đúng không? Tại vì có nhiều những cái trường hợp mà mẹ gọi là gặp những cái vấn đề về stress rồi trầm cảm rồi nọ, nói chung chưa là chưa kể là có những cái biến chứng sau khi sinh, đúng không? Đây có nhiều người gọi là muốn sanh con trai quá đó chị, ăn mặn. Ăn mặn trong suốt một cái thời kỳ gọi là mang thai luôn, rồi bắt đầu là con cũng gặp biến chứng vì cái việc mẹ ăn mặn. Ủa là ăn mặn là sinh con trai hả? Thì đã nói là dân gian rồi, có nhiều những cái bí kíp đúng, có nhiều những bí kíp không đúng, nhưng mà những người ta áp dụng gọi là một cách quá over hả chị ạ. Rồi cũng có nhiều người muốn sanh con gái thì lại ăn ngọt, thì lại thành ra là tiểu đường thai kỳ. Đó, nói chung là cái gì cũng nhiều những cái khía cạnh, những cái vấn đề mà người phụ nữ phải chịu đựng, phải gặp áp lực trong cái việc sinh nở đó. Nên là rất mong là cái người đàn ông sẽ luôn ở bên cạnh người vợ của mình để gọi là chia sẻ cái gánh nặng đó, và đừng làm ơn đừng đặt cái gánh nặng gọi là phải sanh con theo ngày, theo giờ hay là giới tính như thế nào lên người phụ nữ nữa, tại vì họ đã chịu rất là nhiều những cái sự vất vả rồi. Bản thân Vi thì Vi nghĩ cái việc quan trọng nhất trước khi mà quyết định sinh con đó là người cha, người mẹ phải chuẩn bị tâm lý là thứ nhất, chuẩn bị những cái kiến thức là thứ hai, và chuẩn bị về vấn đề tài chính là thứ ba, để có thể nuôi một đứa con thì mới mong nó thứ nhất là thành nhân, và thứ hai nữa là thành tài, để có thể mang lại cái sự hạnh phúc cho gia đình của mình. Mình nghĩ cái đó là cái yếu tố quyết định để con mình có thành công hay không, chứ không phải là ngày, giờ hay là giới tính. Trường hoàn toàn đồng ý với những ý kiến của Phương Vi. Thật sự là bây giờ là cái thời buổi nó hiện đại rồi, nam nữ đều bình đẳng, có rất nhiều người phụ nữ ra ngoài thành đạt và cũng mang lại cái sự vinh hiển cho gia đình. Thật sự chị em phụ nữ chúng ta cũng tự tạo cái áp lực cho mình thôi, mình phải tự giải phóng mình ra khỏi những cái xiềng xích, những cái áp lực đó. Một lần nữa cảm ơn Phương Vi rất là nhiều, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên đề ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề ngày mai. Xin chào.